Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Minh Tuệ với kiếp nạn khi tu hạnh đầu đà Ngày 13 tháng 6, trên Facebook cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn có bài Ngài Minh Tuệ sẽ đi về đâu? Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Theo thông tin trên mạng, trang Wikili vừa mới sắp xếp lại thì Ngài Thích Minh Tuệ là người thứ hai trên thế giới này sau Ngài Ca Diếp tu trọn các hạnh đầu đà. Như vậy, Ngài Minh Tuệ đã trở thành nhân vật quốc tế của đạo Pháp. Trên thực tế, chỉ sau mấy ngày công bố nơi ẩn tu của Ngài Minh Tuệ, vùng đất vốn vắng vẻ, yên tĩnh ở Gia Lai đã trở nên huyên náo, ồn ào với hàng ngàn người đến để đảnh lễ hoặc đơn giản chỉ để được nhìn thấy Ngài. Ngày hôm qua, ngày thứ hai, Ngài Thích Minh Tuệ đi khất thực, có hơn 3.000 người đến gặp thầy. Sáng nay, nghe nói kẹt đường ở khu vực Ngài đi khất thực cỡ 5 km. Mới chỉ có 3 ngày, Ngài Minh Tuệ đã đi khất thực mà Gia Lai đã cháy vé, cả máy bay và các phương tiện thông thường, cháy phòng khách sạn, cháy cả quán ăn. Và đây là hình tế tật trên Facebook Xuân Sơn Võ. Nếu hiện tượng này kéo dài thêm một thời gian nữa và chính quyền không áp dụng các biện pháp hạn chế, chắc chắn sẽ có việc gia tăng số chuyến bay, cũng như các tuyến du lịch đến Gia Lai và các hình thức lưu trú tạm thời sẽ phát triển nhanh. Có thể nói, dù bây giờ Ngài Minh Tuệ có ẩn tu ở đâu trong đất nước Việt Nam này, thì nơi đó sẽ ngay lập tức trở thành nơi thu hút khách thập phương. Sự ồn ào, náo nhiệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình tu tập của ngài và các đồng môn nếu có. Về mặt nhà nước thì việc tụ tập đông người, ngoài mặt tích cực là phát triển du lịch địa phương cũng sẽ mang lại những phiền phức cho an ninh trật tự của khu vực. Song song với nhu cầu tín ngưỡng và lòng ngưỡng mộ ngài Thích Minh Tuệ, chẳng ai dám chắc rằng trong dòng người đang đổ về Gia Lai không có những kẻ chỉ muốn lợi dụng hình ảnh của Ngài để tác động vô những việc khác cho những mục tiêu khác. Thậm chí không loại trừ khả năng có những kẻ muốn tiếp cận Ngài với mục đích ám hại Ngài. Để cân đối giữa nhu cầu tu tập của Ngài Thích Minh Tuệ và nhu cầu tín ngưỡng của hàng triệu người dân Việt Nam liên quan đến quá trình tu tập của Ngài, cần phải có một chính sách khéo léo, mềm dẻo và linh hoạt. Nhưng dù có biện pháp nào thì cần phải hiểu, Ngài Minh Tuệ đã là người có ảnh hưởng mang tính toàn cầu và đây là hình sư thích minh tuệ. Đấy là chưa kể vấn đề của Ngài Minh Tuệ cùng các đồng môn của Ngài nếu có liên quan đến một vấn đề hết sức nhạy cảm về chính trị hiện nay. Tự do tín ngưỡng, hôm nay nghe nói một số người đang học tu theo cách của Ngài Minh Tuệ đã đến Gia Lai, nhưng chưa được phép gặp Ngài. Mặc dù hết sức thông cảm với chính quyền, nhưng tôi đoán rằng việc ngăn chặn này sẽ khó có hiệu quả, thậm chí có thể gây ra tác dụng ngược. Việc đưa Ngài thích Minh Tuệ về Gia Lai, một vùng đất đã có sẵn những vấn đề nhạy cảm về chính trị, lại làm tăng lên những khó khăn cho chính quyền trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh. Tất nhiên, tất cả những vấn đề này chắc chắn sẽ được chính quyền giải quyết. Chúng ta chờ đợi xem chính quyền sẽ giải quyết như thế nào. Hy vọng không có các biện pháp cực đoan dẫn đến các phản ứng không mong đợi và khó lường. Việc anh công an Gia Lai gợi ý Ngài Minh Tuệ hành hương đến Ấn Độ có thể là một giải pháp. Tuy nhiên, nếu Ngài đến Ấn Độ thì ngài có thoát khỏi những khó khăn như đang gặp ở Việt Nam hay không? Hoặc có những khó khăn mới do sự đa dạng về tôn giáo ở Ấn Độ mà trong đó có những tôn giáo khá mới lạ đối với người Việt Nam. Dù tình hình diễn biến theo hướng nào thì người thiệt thòi nhất trong chuyện này chính là ngài Minh Tuệ. Đó là kiếp nạn lớn của ngài, khi chọn tu tập theo phương thức khó nhất là hạnh đầu đà. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Sự minh tuệ với kiếp nạn khi tu hạnh đầu đà. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam lên tiếng cho Cuba là có sự tính toán về thời điểm. Ngày 13 tháng 6, VOA tiếng Việt bình luận vì sao Việt Nam liên tục lên tiếng kêu gọi Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. VOA dẫn tuyên bố do Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Cuba, ông Vũ Hải Hà ký và được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đăng ngày 10 tháng 6, kêu gọi cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của mỗi bên. Tuyên bố cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp tích cực vào quá trình đối thoại, xây dựng lòng tin giữa Hoa Kỳ và Cuba nhằm cải thiện quan hệ hai nước. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. VOA cho biết tuyên bố của nhóm nghị sĩ được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn đối với Cuba. Theo đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thú Hằng lên tiếng ngày 6 tháng 6. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, trong cuộc họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York tại Mỹ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại tài chính đối với Cuba, và cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại các tôn chỉ, nguyên tắc cơ bản của hiến trường Liên Hiệp Quốc. VOA dẫn ý kiến của tiến sĩ Andrew Will Dunn, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á, thuộc Viện Hòa bình tại Mỹ, cho rằng việc Việt Nam liên tục lên tiếng về vấn đề của Cuba là không có gì đáng ngạc nhiên, vì Việt Nam và Cuba vốn có quan hệ hữu nghị lâu năm, phù hợp với chính sách đối ngoại đa hướng của Việt Nam và sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến quan hệ Mỹ-Việt. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, trụ sở ở Singapore, thì việc lên tiếng này là có một sự tính toán chiến lược về thời điểm. Khi đảng Dân Chủ đang cầm quyền ở Mỹ, thì có điều kiện tốt hơn để bình thường hóa quan hệ với Cuba và giải cấm vận. Và đây là hình cựu Thủ tướng Cuba, Fidel Castro, cùng cụ thủ tướng phạm văn đồng năm 1973 ông hợp dẫn chứng từ thực tế trong quá khứ tổng thống obama trước khi rời nhiệm sở đã cho tái lập quan hệ ngoại giao mỹ và cuba ở cấp đại sứ và có một số bước chuẩn bị để bỏ cấm vận tuy nhiên khi tổng thống donald trump lên cầm quyền mối quan hệ mới được tái lập này đã bị hủy bỏ và thậm chí cuba còn bị mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới việt nam rất hy vọng rằng Ông Joe Biden trước bầu cử sẽ thiết lập lại mối quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ giữa Mỹ và Cuba. Còn chuyện để bỏ được cấm vận thì còn phải thông thả. Nhưng tiền đề là tái lập lại mối quan hệ ngoại giao cấp đại sứ, tiến sĩ hợp nói. Theo VOA, thực tế khác biệt giữa hai quốc gia cộng sản trong quan hệ với Mỹ đã được nhiều nhà nghiên cứu phân tích. VOA dẫn nhà nghiên cứu Frederic, một cựu quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng, dù hiểu chủ nghĩa mác đã bị phá sản và tương lai kinh tế của quốc gia nằm ở những thay đổi sâu sắc theo định hướng thị trường. Nhưng làm thế nào để vừa thực hiện được điều đó, vừa không mất đi sự kiểm soát về chính trị là một vấn đề nan giải. Và đây là hình người Cuba biểu tình chống độc tài. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì cho rằng, về chính trị, ở Cuba họ chấp nhận biểu tình, chấp nhận những tiếng nói phản biện. Họ chấp nhận để cho những tổ chức xã hội là mầm móng rõ ràng của các tổ chức xã hội dân sự bắt đầu xuất hiện và hoạt động khá tích cực ở Cuba. Những điều vừa nói, nó thể hiện chính quyền ở Cuba cởi mở hơn chính quyền ở Việt Nam bây giờ. Nhưng sở dĩ Cuba vẫn phải chống chọi với nền kinh tế lạc hậu, yếu kém và chưa hòa nhập với thương mại toàn cầu là vì quá trình đổi mới về kinh tế của quốc gia này quá chậm chạp và không tương xứng so với những đổi mới về chính trị, vẫn theo tiến sĩ học. Quan hệ giữa Việt Nam và Cuba giờ không còn là quan hệ giữa hai đảng nữa. Thực ra, quan hệ giữa hai đảng bây giờ rất yếu vì đảng Cộng sản Cuba thay đổi nhiều lắm. Mặc dù bên đó họ vẫn giữ một đảng cầm quyền, nhưng thay đổi rất nhiều. Chỉ có chính quyền ở Cuba chưa có những đổi mới về kinh tế, nên người dân Cuba vẫn rất nghèo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam lên tiếng cho Cuba là có sự tính toán về thời điểm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới